Xin chào các bạn. Đây là video ngày 30 của em cho thử thách Learning 3 Months. Trong video này em sẽ nói về lễ hội. Vì em thường xuyên tham gia lớp học nói chuyện tiếng Việt với cô Hiền và thường cô hỏi hôm nay em đi làm việc không, em có đi làm việc không, và em nói em thường nói có hay không, và nếu không thì vì có lễ hội gì ở Nhật, và lễ hội Nhật rất khác với lễ hội ở Pháp hay Việt Nam. Có rất nhiều lễ hội giờ không thể giải thích tốt, mà em muốn nói về lễ hội mùa thu ở Nhật. Thì em thích mùa thu tốt nhất. Vì vào mùa thu có rất nhiều lễ hội, mà có một lễ hội vào tháng 9, vào ngày 15, 15 tháng 9, nó là sinh nhật của em. Và trong lễ hội này người gặp với nhau để ngắm mặt trăng. Vì lễ hội này được gọi là Kangetsukai. Kan là ngắm và Getsu là mặt trăng, và Kai là gấp. Vì người gấp để ngắm trăng tròn. Và thời này cũng có đồ ăn đặc biệt, vì xin mochi là bánh nhảy, và cũng có rất nhiều đồ ăn được gọi là tsukimi, vì tsukimi cũng có ý nghĩa là nhìn thấy mặt trăng. Và ví dụ ở McDonald's có một bánh hamburger với trứng ốp la, vì trứng ốp la giống như mặt trăng. Em thích đi xem mặt trăng, vì thời nãy cũng có nhật, buổi nhật, và rất nhiều đồ ăn và rất nhiều người, nhưng mà lâu rồi không làm vì Covid. Và cuối cùng em muốn nói một câu chuyện. Vì khi em sắp đến khi em sắp đến Nhật Bản, em nghĩ vào cho em nghĩ cho lễ Noel, vì em là người Pháp, và ở Pháp lễ Noel rất quan trọng, và không muốn dành một mình, tại vì em nghĩ để dành thời gian với bạn bè. Và khi em hỏi sách có thể gì phải không, sách nói phải vì ở Pháp cũng có lễ ngày sinh hoàng đế hả,
Và em rất bất ngờ vì ở Pháp không có em trả lời ở Pháp không có khoản thế. Nhưng mà anh trả lời nhưng mà đã từng có vui phải không? Phải. Nhưng mà người Pháp phát triển vì vua và chém đầu. Và sau đó sếp im lặng một lúc. Vì em nghĩ anh ấy không không hiểu nó là đùa. Đó là tất cả cho video này. Em gấp các bản trong video sau nhé. Tạm biệt.